Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Rất vui được gặp lại các bác trong cái clip ngày hôm nay. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì với cái mục đích là shop sẽ hướng dẫn các bác cái cách giao dịch khi mua keo cò. Phần thứ nhất và phần thứ hai là sẽ hướng dẫn các bác vệ sinh cái que cò. Thì các bác đây, vệ sinh cái que này. Khi các bác đi đánh bẫy và về những cái que mình tái sử dụng được thì nó vẫn dính những cái bẩn như này, nhiều khi dính bẩn này hoặc là dính lông cò, thì các bác vệ sinh như thế nào đấy, để tái sử dụng được cái keo này tốt nhất. Đây, cái que này em để phải đến 1 năm rồi mà keo vẫn dính như này. Em để nắng để mưa. Nếu các bác không tin, các bác tìm lại cái video năm ngoái em đăng lên. Đây là cái que keo mà em đã quay clip và gửi đến các bác này. Cái cách hướng dẫn các bác cái cách cuốn que. Và trong cái clip ngày hôm nay thì có 3 phần. Phần đầu tiên là hướng dẫn các bác cái cách giao dịch khi mua keo này. Và phần thứ hai là hướng dẫn các bác cái cách vệ sinh que keo cò này để các bác tái sử dụng này. Và cái phần thứ ba là sẽ hướng dẫn các bác cái cách cuốn keo cò nhé. Đấy, cái video ngày hôm nay nó sẽ hơi dài, nên là bác nào mà chú tâm mà muốn xem phần gì thì các bác có thể tua đi. Đấy, các bác tua đi để các bác đến cái phần mà các bác muốn xem. Cái phần đầu tiên thì keo cò này em sẽ giao dịch. Các bác đặt hàng, em sẽ đóng cái hàng những cái hộp như thế này và cân đầy đủ. Đấy, gửi theo cái địa chỉ của các bác cho. Và trước khi keo cò, trước khi em tóm em phải xoa xà phòng như này để lấy keo mà không bị dính, chứ không cái keo này dính lắm, dính mãi không hết ý. Đấy, cách đầu tiên là các bác để lại địa chỉ này hoặc là số điện thoại ở phần comment nếu các bác muốn mua hàng, để shop có thể điện lại tiết kiệm thêm cái phần chi phí cho các bác. Khi các bác gọi điện thì shop sẽ gọi điện lại bằng cái cách các bác sẽ để lại số điện thoại ở phần bên dưới nhé. Đấy, cái kéo này quên em chưa dúng mà nó dính như này. Đấy, đấy là cách giao dịch que keo cò khi các bác muốn mua hàng. Đấy là cách giao dịch. Và cái phần thứ hai thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách vệ sinh que. Đây là những cái chiếc que mà em đã sử dụng rồi và bây giờ muốn tái sử dụng nó thì làm như thế nào. Cái điều đầu tiên các bác cần chuẩn bị cho em. Em thì hôm nay em đang tìm hết bí quá nên là em lấy cái dây này. Thế thực ra nếu mà để cái dây chuẩn nhất thì các bác lên lấy một cái sợi dây cước nha. Dây cước ấy thì sử dụng nó sẽ dễ hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Bác lấy một đoạn dây. Đấy, vệ sinh thì chắc là sẽ mất thời gian một chút đấy. Bởi vì là khi các bác đi đánh là không phải là que nào các bác cũng không phải que nào là các bác cũng cũng bị dính cái lông cò, nhưng mà đây là những cái que mà chẳng hạn nó bị dính thì làm như thế nào. Cái que như này nhưng các bác quấn lấy 1-2 vòng, quấn lấy 1-2 vòng, 2 vòng đi cho nó chắc ăn. Đấy, sau khi bác quấn này bác cầm chặt vào đầu dây nhé, cầm chặt vào đầu dây các bác kéo đi. Kéo này nó sẽ vệ sinh được hết những cái keo ở trong cái que ra. Đấy, bây giờ que đã sạch rồi, trở về nguyên bản này. Đấy, để các bác tái sử dụng lần tiếp theo này. Đây là những cái keo mà em vừa mới tuốt ra. Các bác có thể sử dụng cái sợi dây gì cũng được, miễn sao mà các bác cảm thấy nó dễ làm và nó không bị đứt. Đấy, tiếp theo em sẽ làm lại một lần nữa cho các bác xem nhé. Đây là những cái que keo. Ấy, các bác thấy keo dính như này không? Dính từng cái sợi mỏng tang như này mà nó không có độ kiểu như là bị trùng như này. Đấy, đây là keo chuẩn 100% nha các bác nhé. Đảm bảo các bác là hàng chuẩn. Không chuẩn các bác nhận keo các bác trả lại em. Em trả lại cái tiền các bác, trả gấp đôi luôn. Đấy, đơn giản lắm. Hẹn các bác đến cái hôm nào đấy ở vùng em nó có cò à, chắc chắn là em cũng sẽ đi bẫy. Bên em là vừa cung cấp que này, keo cò này và cả cò giả nha bác nhé. Cò giả thì bên em cũng hướng dẫn cách các bác làm cò giả rất chi là nhiều video em đăng lên rồi. Bác nào mà có quan tâm cách là tự làm cò giả được thì là cái tốt. Thì các bác ấn vào cái nút đăng ký kênh, các bác ấn vào phần video các bác xem. Thì shop đã hướng dẫn các bác trong clip rất chi là nhiều làm cò giả bằng shop rất chi là nhanh mà lại dễ. Đây là cái phần các bác cuốn ra rồi nhá. Các bác nhìn rõ không nhỉ? Cuốn này. Các bác thít tay chặt kéo ra. Kéo ra, kéo từ từ thôi, không cần nhanh. Đấy. Đấy, các bác thấy que trở lại sạch chưa? Đấy, để các bác tái sử dụng que lần nữa. Và bây giờ thì tiếp tục đến cái phần thứ ba. Phần thứ ba trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ hướng
dẫn các bác cái cách quấn keo dễ nhất dành cho các bác mới tập chơi. Đây là em hướng dẫn các bác mới tập chơi, nhưng em thì cũng không phải là dân chuyên gì nên là em biết đến đâu em chỉ các bác đến đấy. Còn nhiều bác mới chơi không người cấu như là chưa sử dụng bao giờ thì không biết đang làm thế nào ấy, thì em cứ quay clip này làm cái cách dễ nhất, làm cái cách mà em thường làm, em giới thiệu các bác và hướng dẫn các bác mới tập chơi. Còn những các bác mà chơi chuyên nghiệp thì chắc là không phải tìm đến cái video này để xem, đúng không ạ? Ngồi tuốt này thì chắc là sẽ mất thời gian một chút, thế nhưng mình sẽ tiết kiệm được cái que này rất chi là nhiều. Đấy. Cái que này thì các bác tái sử dụng được nhiều lần nhé các bác nhé, bởi vì nó là cái chất nhựa cáp quang ấy, nó vừa có độ dẻo này, đây các bác nhìn dẻo này, không bao giờ lo bị tước. Những cái que tre này nó hay khi các bác quấn keo mà lấy là ghế keo ra nhỉ, nó dính quá, do keo nó dính quá vào cái thân sẽ hay bị tước cái thân ra và bị gãy que. Đấy, rất chi là lãng phí. Và các bác cũng có thể tự vót que, nếu mà các bác vót được thì là tốt quá, đỡ mất tiền mua. Thế còn đây là shop cung cấp cái que này, là que công nghiệp. Đấy, phục vụ tất cả các bác chơi rất chi là bền và giá lại cực kỳ là rẻ. Đấy, là bây giờ thì em hướng dẫn các bác cái cách quấn keo nhé, cách quấn keo này. Em sẽ lấy một chút keo que khác, đã đợi một chút. Đây là bó que mới, em sẽ thử nghiệm cho các bác, nhưng mà cũng để tránh cái tình trạng mà lãng phí, bởi vì là em chưa đi bẫy bây giờ, em sẽ lấy một chút này thôi. Đấy, đây là lợn que mới nhá. Và cái việc đầu tiên là các bác chuẩn bị khi các bác đi bẫy thì các bác có thể là lấy một cái ống tầm 12 phân như thế này, hoặc là cũng có thể lấy cái chai các bác cắt ra từ 12 đến 15 phân để chuẩn bị cho cái việc là bác khi quấn keo xong các bác cất cái que này đi. Để ra đồng mình chỉ được rút ra cắm thôi. Và tiếp tục rồi. Lấy một lượng vừa thôi nhé. Đây là cái cách mà sử dụng bằng tay. Đấy, lấy một lượng vừa như này thôi. Không cần nhiều đâu các bác ạ. Keo rất chi là dôi. Và cái cách sử dụng cực kỳ là dễ dàng, cứ thế các bác về các bác sử dụng thôi, các bác không cần phải pha tạp thêm hay là không cần phải nung nấu gì cả. Đấy, về sử dụng rất chi là dễ. Đây, các bác có thể quấn vào như này, nếu mà lấy tay. Đấy, quấn vào đây. Keo này thường thường các bác quấn từ 12 đến 15 phân nhé. Que mà shop cung cấp cho các bác dài được khoảng 48 đến 50 phân, nên là các bác cứ quấn keo này khoảng 12 đến 15 phân. Sau khi các bác chống như này, các bác cắm, các bác đi bẫy cò thì keo nó sẽ chảy xuống một lượng nữa, thì tầm khoảng 20 phân. Đấy, còn đâu các bác sẽ cắm que. Còn phần còn lại để các bác cắm. Đây, chỉ tầm từng này thôi là đủ khoảng 12-15 phân rồi. Có thể nhà em quấn như này là hơi nhiều ấy, so với cái lượng keo với cái lượng que là có thể là hơi nhiều. Tùy các bác mà quấn quen thì các bác sẽ tiết kiệm được keo rất chi là nhiều. Và bây giờ thì các bác làm đều lên nhé, răng ra như này, quấn kỹ, quấn lại. Các bác nào khỏe tay thì các bác có thể cầm cả bó như này để các bác quấn, các bác tách ra được mà, đơn giản lắm. Chỉ cần kéo ra nha, quấn tròn này. Sẽ đều tất cả keo trên các que. Đấy, các bác nhìn thấy keo dính chưa? Người thật việc thật và sản phẩm cũng là thật, nên là em không bao giờ quảng cáo một kiểu mà lại bán cho các bác một kiểu. Như thế là chỉ dành cho quân lừa đảo thôi các bác ạ. Còn nếu mà làm ăn uy tín lâu dài, làm ăn uy tín lâu dài thì bán chắc chắn là phải hàng phải chất lượng, đúng không ạ? Đấy là cái cách cuốn keo cò dễ nhất. Và sau khi các bác trộn đều lên như này rồi thì khi các bác lấy que để đi cắm để đánh cò, bác rút từng que một ra nhé, rút từng que một và vừa rút tay vừa xoăn nhỉ, tay xoắn lại như này, xoắn hình ốc. Đấy, lượng keo nó không bị dây rớt ra. Dùng một que. Quay thứ hai. Và nếu mà các bác quấn đúng cách như thế này thì đảm bảo là khi con cò nó đậu xuống chắc là nó sẽ mắc bẫy. Các bác nào mà chưa thử cái cách bẫy cò này thì các bác nên thử nhé, rất chi là hay, hiệu quả lại cao. Đấy,
Thành để là tìm ra những cái sản phẩm như này để đánh thì lại cực kỳ là rẻ. Các bác mua được khoảng 1 kg keo, 1 kg keo là các bác có thể quấn được 1.000 đến 1.200 que này, quấn thoải mái. Đấy là cái cách mà hướng dẫn các bác quấn keo. Tất nhiên là các bác sẽ có nhiều cách để cuốn keo nữa, nhưng mà đây là cách đơn giản nhất và dành cho các bác mới tập chơi. Đấy, rất mong các bác ủng hộ shop bằng cái cách là xem video hay. Các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình để theo dõi những clip tiếp theo mà shop đưa lên hướng dẫn và giới thiệu cho các bác tất cả các phụ kiện bẫy hoặc những cái sản phẩm hay nhất. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Để mua keo thì các bác cứ alo trực tiếp hoặc để lại số điện thoại phần bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.